chào mừng các bạn đến với kênh Ký sự 075. Chào mừng các bạn đến với kênh Ký sự 075. Vợ cũ và vợ mới ngồi ăn cùng bàn. Thái độ của cậu cả làm mọi người bất ngờ. Diễn viên Chi Bảo, sau khi tuyên bố giải nghệ để cùng vợ trẻ chăm con, lui về sau ánh hào quang để tập trung vào công việc kinh doanh. Chi Bảo và vợ Lý Thùy Trang đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động. Mới đây, nam diễn viên và vợ trẻ kém 16 tuổi còn vừa hội ngộ con trai đầu lòng, là con riêng của Chi Bảo và vợ cũ Hồng Loan. Chiều ngày 20 tháng 4, trên Facebook cá nhân, Chi Bảo bất ngờ hé lộ khung ảnh cả gia đình mới và cũ cùng ngồi trên một bàn ăn vô cùng thân mật. Hóa ra đây là dịp cậu cả trổ tài nấu nướng các món ăn Việt Nam để chiêu đãi cả gia đình. Hồng Loan và Lý Thùy Trang ngồi đối diện nhau, cả hai nở nụ cười thoải mái, vui vẻ. Đáng chú ý, con trai đầu của Chi Bảo đang diện đồ đầu bếp cũng ngồi bên cạnh mẹ ruột và vui vẻ cười nói trên bàn ăn của cả nhà. Nhìn những chi tiết nhỏ như thế này cũng đủ biết Chi Bảo cùng người vợ trẻ hiện tại, Lý Thùy Trang và vợ cũ rất hòa thuận. Vợ của Chi Bảo ăn mặc giản dị, ngồi đối diện người vợ doanh nhân kém 16 tuổi của nam diễn viên. Cậu con trai cả là đầu bếp của bàn tiệc thịnh soạn này. Chi Bảo cho con trai học nấu món Việt, cậu cả mỉm cười hạnh phúc khi ngồi ăn cùng cả nhà. Con trai lớn của Chi Bảo đang có những ngày nghỉ ngơi và thăm gia đình ở Việt Nam sau thời gian dài đi du học. Cậu cả cũng vừa có khoảnh khắc bồng bế đáng yêu em bé là con của Lý Thùy Trang và Chi Bảo. Vợ kém 16 tuổi của nam diễn viên rất hòa thuận và có quan hệ tốt đẹp với nhà mẹ con Hồng Loan. Khoảnh khắc đúng là hiếm thấy đúng không nào?